cực bắc cực là 38 năm, bầu rừng là 40 năm, tê giác là 50 năm, tinh tinh là 53 năm, hà mã là 54 năm, cá heo là 65 năm, cú và đại bàng 68 năm, voi Ấn Độ 77 năm, rùa khổng lồ 150 năm, cây ô lưu 3.000 năm, cụ tùng khổng lồ 4.000 năm, bách 5.000 năm. Tất cả đều là lão hóa, mọi sinh vật đều già đi và chết. Có những loài cuộc đời chỉ kéo dài trong một vài ngày, trong khi đó rùa khổng lồ có thể sống hơn một thế kỷ. Nhưng khi so sánh với các loài thực vật, tuổi đời của con rùa khổng lồ ngắn hơn nhiều. Cây bách là loài cây nhiều tuổi nhất thế giới. Nó sống đến xấp xỉ 4.900 tuổi. Kinh. Nhật ký viết những cái gì đây? Tình. Những ngày đầu mà đang viết nhật ký về chuyện cá nhân, sao tự nhiên lại chuyển sang chuyện khoa học là sao? Sao không biết chuyện đi ị rồi chùi đít rồi các thứ hả? Không. Thế tại sao tự nhiên lại chuyển sang chuyện khoa học là sao? Thế không, có cái trang thư ở hôm nào con biết là con đổi tội cho bố, lúc nào con đi ị bố suốt ngày chụp ảnh con lấy máy điện thoại ra ngay. Bố quay chụp này sau này con lớn lên con mới được xem lại nhiều thứ. Ây. Chứ bây giờ ây. Đừng có nói là bố cho con vợ xem đi nha. Sao cho vợ cho biết được thật hư con thế nào, là người như thế nào. Đồng chí tính xa thế. Hả? Mà đồng chí tính xa thế. Cho vợ con biết con thực sự ngày xưa chùi đít rồi mãi từ lớp 2, lớp 2 chưa biết rửa đít, sợ bẩn. Toàn yêu cầu bà với mẹ rửa đít còn gì. Không đùa đâu. Đùa thì bố làm thật chứ, bố toàn bố là người chuyên đi ghi lại sự kiện thật, phỏng vấn thật. Phỏng vấn vớ vẩn. Phỏng vấn chuyện người ta đi vệ sinh vớ vẩn. Thế không phải là nhờ bố chụp ảnh với cả quay phim với con mới được xem lại rất nhiều thứ buồn cười đấy. Thế bố ơi, thế bố đã bao giờ bố lên kênh quốc phòng xong rồi là bố phát biểu về chuyện người ta đi ị gì hả bố? Chưa, kênh quốc phòng không phải nơi để cho người ta đi ị. Thế sao bố lại tự nhiên đi phát biểu con đi ị? Phát biểu bố vật quá. Người chuyên đi gợi lại các thứ vớ vẩn.